Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được cập nhật tiến độ của dự án Vietcell Land Quy Nhơn đến với tất cả mọi người nha. Thì hiện tại thì đang đứng trên cái vỉa hè của đường Nguyễn Tất Thành đây, và chúng ta có thể nhìn thấy được cái dự án của chúng ta một cách rất là rõ nét. Thì đây xin phép zoom lên nha, để mọi người có thể nhìn thấy được cái tiến độ thực tế của dự án. Hôm nay chúng ta đổi góc quay một tí thì chắc có lẽ là nó sẽ thú vị hơn chút. Đây, tầng 26 đang lên tầng 27 nha mọi người. Bên này là tầng bao nhiêu rồi ạ? 38. Đấy, lên sang tầng 39 nha. Okay. Tính ra tiến độ xây cũng nhanh lắm mọi người. Xây song song hai tầng nha, không phải là xây một tầng đâu. Đấy, bây giờ chúng ta chạy dọc con đường Nguyễn Tất Thành này, chúng ta ra cập nhật thêm tiến độ của dự án Grand Center thì xem như thế nào. Cập nhật xong tiến độ của Grand Center thì chúng ta lại đi dạo thành phố Quy Nhơn một tí, để hôm nay trời nắng đẹp nè mọi người. Ở đây là có cái nấm xuống này. Trời nắng lên là những cái con phố chính của Quy Nhơn thì rất là đẹp. Hôm qua thì mình có đi quay xuân dịu rồi, rất là chill mọi người ạ. À, thì hôm nay thì ta sẽ quay tiếp đoạn này. Và buổi sáng thì thông thường chúng ta đi dạo như thế này nó sẽ mát mẻ và hình ảnh nó đẹp hơn. Tôi đang xem xét thử là hôm nay chúng ta đi cập nhật tiến độ của Grand Center thì nó có tiến triển gì không. Vì đợt rồi đi ngang ngang thì tạt qua thì mình thấy nó không có thay đổi gì mấy. Vừa qua Tết Dương Lịch xong thì Quy Nhơn tuần này chưa có cái chương trình hay lễ hội gì tiếp theo. Đây, nhìn từ hơi xa nhìn chưa thấy rõ lắm, lát lại chưa mình chụp lên. Ôi, hình như là bằng cái mắt thông thường của mình thì mình thấy là nó chưa có tăng trưởng gì nha. Thế nhưng mà rõ ràng là thấy cái cổ nó vẫn chạy nè. Trước tiên thì chúng ta thấy là cái hoạt động xây dựng thì vẫn đang diễn ra. Ok, cầu kiết rồi đang chạy thì chắc là vẫn đang làm. Đấy, rồi số tầng thì không có nhìn lên bao nhiêu nha, chưa thấy có cái động thái gì. Đó, âm thanh đục đẽo thì cũng có rồi á, nghe cũng khá là vang, nhưng mà tầng thì chưa thấy lên. Rồi ok, cứ xây là được mọi người ạ. À, bây giờ chúng ta đi xuống dưới này, đi qua tượng đài Nguyễn Trung nha. Nguyễn Trung để xem được cái hoạt động kinh doanh, buôn bán, cuộc sống con phố mặt tiền Quy Nhơn thì nó như thế nào. Qua năm mới rồi thì có gì nữa thay đổi không? Tại đoạn này tôi quay nhiều lắm á mọi người, nên là nó có ai là người xe thường xuyên xem ấy sẽ thấy được ngoài điện thay đổi nho nhỏ. Nếu còn thay đổi lớn thì chắc còn lâu, chừng nào nó lớn thì tính sau. Ồ, ở đây có bán chim này mọi người, ở Quy Nhơn thì chỗ này là bán chim nhiều nhất này. Còn các cái quán cà phê chơi chim thì đẩy đấy, mà thường nó khúc khúc ít thấy.
giờ là gần 10 giờ sáng. Cái đoạn này đường nó hơi hẹp và nút giao thì hơi nhiều nên là đi phải cẩn thận, chậm thì vẫn ok. Đây, đồ hoa ở đây đẹp ghê mọi người. Ta ôm theo cái vòng xoay này nhá, chạy ra đường Trần Hưng Đạo. Tiết này ngồi xe điện đi dạo thì ok, tất nhiên là khách du lịch thôi, còn nếu như là người dân nguyên dân thì cứ xắt xe máy ra như thế này nè, chạy một vòng cho đời ốc nó thư thái. Chúng ta chạy lên cái đoạn Sầm Út này nha. Cây xanh thì giờ này hơi ít rồi đó, giá xăng tương đối giảm. Tuần này lên thấy mấy công ty xăng dầu bị gọi thuế quá trời, thế bảo vệ môi trường máy sáp quy thu hết rồi, rồi lại không có chịu nộp thuế cho nhà nước. Đấy, thế chơi khôn quá mà nhiều anh còn lụm tiền đi cho cá nhân vay nữa chứ, không thể nào tin được. Mình có nắm một cổ dầu nó bị nợ thuế một phát hôm nay vẫn sàn luôn, chất cái đầu làm hay như vậy á. Nhiều khi mình thấy mình là lạ cái quản trị như thế này, mấy anh làm vậy nó quá lộ liễu mà sao không được xử lý sớm hơn khi mà để nó lên gần cả 100 tỷ rồi thì mới bắt đầu xử lý. Qua đoạn này cũng hơi kẹt xe nhẹ nhẹ mọi người, để đi chậm. Lên đây này là nút giao giữa Nguyễn Tất Thành và đường Trần Đạo. Ôi sao hôm nay cái đoạn này mình phát hiện nhiều anh em không có đậu mũ bảo hiểm dữ trời. Cái này mình thấy cũng là lạ nha. Ô, bây giờ là giờ tan trường rồi. Cái nút giao thì này nó hơi phức tạp. Đây nha mọi người, cái vách núi thì đang được bao lưới này, nhưng mà thấy có hôm thì làm đêm, có hôm thì bây giờ thì trời nắng đẹp và lại không làm, chả hiểu hay là họ đã làm xong rồi. Đây, tuy nhiên thì hy vọng là Tết nó sẽ xong, nó trông đợi vào điều đó. Ôi giời ơi, mình nhìn cái ngã năm này nó hơi loại xa ngầu luôn á mọi người. Ok, và thì xin phép dừng video ở đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại tất cả mọi người video sau.